động nó thắng luôn nè. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, cái gì cái vậy? Nhanh lên nhá, trời ơi, là thắng gần xe chứ trời. Đó, vừa động là bây giờ. Ok, bữa nay mình chỉ cho các bạn coi nha. Full Self Driving nè, nó cho mình được con tháng nè. Bây giờ mình đi làm nè, EV nè. Now turn right onto Northview Parkway. Đó, vừa động luôn. Bấm vô cái địa chỉ nhà xe, nhà của mình. Là cái động nó ấy luôn. Ồ, nhưng mà mình đã để chế độ Sport đó. Mình thử ra nó chạy khiếp lắm. Cảm cốc rất là nhanh. Cần chỉnh lại chiêu không ta? Chiêu mốt không? Hỏi em thấy sao? Để chế độ Sport luôn hả? Chạy khiếp lắm. Hồi sáng em có chỉnh lại rồi. Em mới chỉnh lại mới đâu. Vậy à? Vậy tắt đi. Mình gắn thêm cái cover grill nè. Bởi vì các bạn thấy rồi đó, chạy trên freeway á, nó ra mấy cái lá, rồi mấy cục đá, rồi lông chim, rồi cầm lông ở trên đó các bạn thấy không? Là nó sẽ đi vô thẳng cái
xe rất là đẹp, chạy mới phê lắm. Performance là chạy phê lắm các bạn. Thì performance từ 0 cho đến 100 km là chỉ có 3.5 second thôi nha. Chạy rất là nhanh. Đây mình có chiếc 2023 Tesla Model. Đồng tháng coi như ngày chưa có 4 đồng nữa. Rồi chưa? Rồi. Đó mình có bấm cái địa chỉ đẹp rồi nha. Rồi xong rồi bây giờ mình muốn chạy, muốn cho nó tự chạy gạt xuống rồi. Đó. Gạt xuống. Rồi speed limit là 40 thì nó chỉ chạy hơn có mấy mao thôi. Còn nếu mà các bạn muốn order á thì đây. À, nó rẽ phải qua Chô Max nè. Để mình coi cái nó có mở xi nhan luôn nha. Đó. Đó, bắt đầu turn nè. Ôi mẹ ơi, ghê thế. Đó, mình để cái chế độ chill á. Acceleration á, chứ nếu mà để sport á, nó vật tốc ghê lắm. Mình nói chung là mình không có sợ, nhưng mà thấy nó chạy kiếp quá mình cũng ớn, bởi vì mình đâu có cầm coi cầm lái đâu. Đang là để qua order coi. Rồi chưa? Autopilot nè. Mình để là full self-driving. Autopilot activation Singapore. Còn đây là full self-driving. Mình để accepted. Cái giờ lái nè. Còn nếu mà mình muốn mà bỏ xi nhan trước cũng được luôn các bạn. Bỏ xi nhan trước để cho nó ready luôn á. Hay quá. Quá chừng nào.
Mình được biết là cái package này á, là nó cho như free trial có 1 tháng à. In 500 feet, take the sau đó là 17 south ramp on the left. Hồi trước á, là 199 1 tháng mà giờ chỉ còn có 99 đồng tháng à. Bớt được nửa giá. Tính ra ngày chưa có 4 đồng. Ok. Tự động nè, tự động sinh nhan luôn nè, các bạn thấy không? Rất là chuẩn. Speed limit 65. Mình đang đi 60. Lâu lâu thì nó cần assistant. Đó, ví dụ như vậy nè. Nó bắt mình lúc nào cũng phải cầm hờ hai cái steering wheel như vậy nè mới được nha. Bởi vì cái gói này thật sự đó không phải là bằng cái, không có định bằng cái mà các bạn phải bỏ ra mười mấy ngàn để mua đâu. Cái đó nó mới là định. Nó thấy mình không có để ý cái con đường thẳng mà cứ nhìn ở đâu á, là nó nói là pay attention at the road, nhìn lên đường lái chứ không có được mất tập trung, là nó không chịu đâu. Tuy rằng nó lái nhưng mà nó có camera các bạn, đây là camera đó. Nó nhìn được mình đang làm gì trong luôn á, hay lắm, giống như là một con smart camera vậy đó. Giờ vào trái nha. Đây mình cầm hờ thôi chứ không có nắm chặt.